chính thức Jude Bellingham bị cấm thi đấu. Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA chính thức ban hành án phạt dành cho tiền vệ Jude Bellingham của Anh và trung vệ Mary Demiral của Thổ Nhĩ Kỳ. Tại Euro 2020, UEFA phạt nặng các cầu thủ có hành động khiêu khích, phân biệt chủng tộc, kích động cũng như cử chỉ thiếu fair play. Tiền đạo của Albania, Mirlin Daku, từng bị cấm thi đấu hai trận sau màn ăn mừng quá khích ở trận hòa 2-2 của Albania trước Croatia. Sau khi trận đấu kết thúc, Daku cầm loa ăn mừng của người hâm mộ và có những lời lẽ kích động phân biệt như giết bọn Serbia. Tuyển Albania còn bị phạt 2.500 euro vì NEM đốt pháo trên khán đài, phạt thêm 20.000 euro vì CDV chạy vào sân khi trận đấu đang diễn ra và 25.000 euro vì tuyên truyền những thông điệp khiêu khích không phù hợp với một sự kiện thể thao. Trong khi đó, tuyển Croatia cũng bị phạt 17.500 euro vì đốt pháo sáng và 10.500 euro vì ném pháo sáng xuống sân. Vừa qua, tới Jude Bellingham bị UEFA điều tra vì được cho có hành động thô lỗ hướng vào khu vực kỹ thuật của tuyển Slovakia trong trận đấu vòng 16 đội Euro 2024. Bellingham đã đưa tay xuống vị trí gần bộ phận sinh dục và có những động tác nhạy cảm. Mới nhất, Bellingham chính thức nhận án phạt. Cụ thể, cơ quan kiểm soát, đạo đức và kỷ luật của UEFA xác nhận Bellingham vi phạm các quy tắc cơ bản về ứng xử đứng đắn, nên ra án cấm thi đấu một trận, đồng thời tiền vệ này còn phải nộp phạt 30.000 euro. Tuy nhiên, án phạt này có thời hạn trong một năm và sẽ áp dụng cho bất kỳ trận nào nằm trong hệ thống thi đấu của UEFA. Như vậy, Bellingham chắc chắn được phép ra sân khi anh chạm trán Thụy Sĩ ở tứ kết Euro 2024 vào ngày 6 tháng 7. Việc đình chỉ nói trên không được thi hành ngay lập tức và phải chịu thời gian thử thách một năm kể từ ngày có quyết định này, UEFA thông báo. UEFA cũng phạt Liên đoàn bóng đá Anh 10.000 euro vì đám đông gây rối và 1.000 euro vì người hâm mộ đốt pháo sáng trên khán đài. Ngoài trường hợp của Bellingham, thì trung vệ Mary Demiral của Thổ Nhĩ Kỳ cũng bị treo giò hai trận. Thế nhưng, án cấm dành cho Demiral có hiệu lực ngay lập tức. Quyết định của UEFA đồng nghĩa cầu thủ này bị cấm thi đấu khi Thổ Nhĩ Kỳ chạm trán Hà Lan ở tứ kết Euro 2020 -20 -20 vào dạng sáng 7 tháng 7. Demiral cũng không được ra sân trong trường hợp Thổ Nhĩ Kỳ vào bán kết. Hay nói cách khác, khả năng cao kỳ Euro năm nay đã khép lại với Demiral. Liên đoàn bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ không chấp nhận án phạt nên ra quyết định kháng cáo. Sở dĩ Demiral bị trừng phạt nặng là bởi hành động ăn mừng sau khi ghi bàn thắng vào lưới tuyển Áo ở vòng 16 đội Euro 2024. Cầu thủ này có cử chỉ được cho là liên quan đến một nhóm dân tộc chủ nghĩa cực đoan ở Thổ Nhĩ Kỳ có tên Ulku Okaklari hay còn được biết đến rộng rãi với tên gọi sói xám. Pedri gọi tên cầu thủ thiếu tôn trọng của tuyển Đức. Thông qua Marca, tiền vệ người Tây Ban Nha đã tỏ ra quan ngại khi đề cập đến hành động có phần xấu xí đến từ trung vệ đối phương. Antonio Rudiger không chỉ mang đến thách thức cho các ngôi sao tấn công đối phương bởi kỹ năng phòng ngự hàng đầu của mình, mà bên cạnh đó, trung vệ tuyển Đức còn được biết đến bởi tiểu xảo, gây ra không ít sự khó chịu. Vào tháng 1, ống kính máy quay bắt được cảnh Rudiger véo vào ngực Alvaro Morata trong chiến thắng kịch tính 5-3 của Los Blancos trước Atletico Madrid tại Siêu Cúp Tây Ban Nha. Và 3 tháng sau, anh tiếp tục có hành động tương tự với Jack Grealish khi Real đối đầu với Manchester City trong trận lượt đi vòng tứ kết Champions League. Chính vì vậy, trước thềm màn chạm trán giữa tuyển Tây Ban Nha và tuyển Đức, tiền vệ Pedri đã đề cập đến hành động xấu chơi của ngôi sao 31 tuổi. Rudiger là một hậu vệ rất mạnh mẽ và tuyệt vời, nhưng chúng tôi không sợ anh ấy, tiền vệ của Barcelona chia sẻ với Marca. Hành động véo của anh ấy có vẻ như là thiếu tôn trọng vì nó gây đau đớn và khó chịu. Tăng lương gấp đôi, Arsenal tiến sát chữ ký Calafiori. Sky Italia đưa tin Arsenal đang tiến gần hơn tới việc ký hợp đồng với hậu vệ Ricardo Calafiori của Bologna. Riccardo Calafiori vừa trải qua một kỳ Euro 2024 tương đối thành công dù Italia phải dừng chân ở vòng 16 đội. Màn trình diễn của anh trên đất Đức đã khiến một số ông lớn, trong đó có Arsenal để mắt đến. Sky Italia đưa tin Arsenal đang tiến gần hơn tới việc ký hợp đồng với trung vệ Calafiori của Bologna. Pháo thủ đang đàm phán nâng cao với Bologna để đưa Calafiori về với Emirates trong thương vụ có giá khoảng 50 triệu euro. Theo Calcio Mercato, mục tiêu của Chelsea, Paris Saint-Germain và Bayer Leverkusen Calafiori đã đồng ý các điều khoản cá nhân với Arsenal. Tuyển thủ Italia đã được đề nghị một hợp đồng 5 năm với số tiền lương gấp đôi số tiền anh kiếm được ở Bologna. Calafiori ghi hai bàn và có năm pha kiến tạo sau 37 trận với Bologna mùa này. Calafiori đã chơi cả 3 trận vòng bảng cho đội bóng áo thiên thanh tại Euro 2024 nhưng bị treo giò ở vòng 16 đội. Đáng tiếc lần vắng mặt duy nhất đó của Calafiori đã chứng kiến trận thua bạc nhược của Italia trước Thụy Sĩ. Rene Heke giải thích lý do gia nhập Man United. Trao đổi với Soccer News, HLV Rene Heke đã có những chia sẻ đáng chú ý xoay quanh quyết định chuyển đến Manchester United. Dù vừa trải qua một mùa giải thành công trên cương vị thuyền trưởng của Go Ahead Eagles, HLV Rene Heke đã quyết định rời khỏi Eredivisie để trở thành một thành viên trong ban huấn luyện của Manchester United mùa tới. Trao đổi về quyết định tương đối bất ngờ kể trên, Hake thừa nhận mình không thể bỏ lỡ cơ hội làm việc tại Manchester United và ông cũng thực sự biết ơn HLV Eric ten Hag. Hake chia sẻ: "Cảm giác của tôi thật khó diễn tả." nhưng tất nhiên, đây là một cơ hội tuyệt vời đối với tôi. Làm việc ở giải đấu lớn nhất thế giới, Shea, tại một trong những câu lạc bộ vĩ đại nhất thế giới. Đó cũng là một phần thưởng tuyệt vời đối với tôi. Việc tôi có thể bước lên đỉnh thế giới từ Go Ahead Eagles là điều độc nhất vô nhị. Tất nhiên, tôi biết ơn Eric vì cơ hội này, nhưng vấn đề không phải là việc chúng tôi hiểu rõ về nhau. Chúng tôi chỉ cần làm tốt công việc của mình. Eric có ý định dành cho tôi một vai trò. Chúng tôi đã thảo luận về điều đó giống như bất kỳ thành viên nào, mọi nhiệm vụ đều được phân chia cho các trợ lý. Manu di chưa sẵn sàng chia tay những cầu thủ PSG quan tâm. Trao đổi với Caught Offside, ký giả Jonathan Johnson đã đưa ra nhận định xoay quanh thương vụ Manuel Ugarte. Nhận định xoay quanh những tin đồn cho rằng Manchester United và Paris Saint-Germain có thể thực hiện một thương vụ trao đổi cho Manuel Ugarte. Ký giả Fabrizio Romano cho biết có tin đồn cho rằng PSG và Man United đang thảo luận về một số cầu thủ khác cũng như Ugarte, nhưng thật khó để thấy ai trong đội hình của Eric Ten Hag có thể là người mà PSG đang tìm kiếm vào lúc này. Tất nhiên, có một số cầu thủ Man United đã được PSG để mắt đến trong vài năm gần đây, chẳng hạn như Marcus Rashford, nhưng khó để tìm được ai có thể trở thành một phần của thỏa thuận trao đổi với Ugarte. Cũng có một số lựa chọn tiềm năng, B, điển hình như Willy Kambuala, cầu thủ có thể phát triển trong tương lai và có thể là phương án dự phòng hữu ích cho Lucas Hernandez, người có khả năng sẽ vắng mặt phần lớn trong mùa giải tới. Xong, tôi nghĩ rất khó để xác định một cầu thủ hàng đầu nào khác ngoài Rashford mà PSG có thể cân nhắc. Những cầu thủ duy nhất mà PSG quan tâm chắc chắn là những người mà Man United không sẵn sàng chia tay. Vì vậy, có thể cả hai câu lạc bộ sau cùng sẽ thống nhất về một mức phí phù hợp, thay vì bất kỳ thực hiện thỏa thuận trao đổi. Cứu Argentina, Martinez được đồng đội tung lên mây. Theo Go, Rodrigo de Paul đã dành những lời khen ngợi cho Emiliano Martinez sau chiến thắng của Argentina trước Ecuador. Trong trận đấu thuộc khuôn khổ tứ kết của Copa America giữa Argentina và Ecuador, những tưởng thầy trò Lionel Scaloni sẽ dễ dàng đánh bại đối thủ nhờ đẳng cấp vượt trội. Tuy nhiên, sau 90 phút thi đấu chính thức, hai đội phải bước vào loạt luân lưu đầy may rủi. Lionel Messi suýt hóa tội đồ của Argentina khi sút hỏng ở lượt đầu tiên. Tuy nhiên, sự xuất sắc của Emiliano Martinez đã giúp La Albiceleste giành vé lọt vào bán kết khi thủ thành thuộc biên chế Aston Villa đẩy liên tiếp hai tình huống đá luân lưu của đối thủ sau đó. Chia sẻ sau trận đấu, được cô ghi lại. Rodrigo de Paul đã không ngần ngại dành cho người đồng đội những lời khen ngợi. Anh nói, chúng tôi có một con quái vật trong khung thành. Những gì anh ấy đang làm thật điên rồ, anh ấy xứng đáng với điều đó. Anh ấy yêu màu áo này, anh ấy mang lại cho chúng tôi sự an toàn và bình yên. Chúng tôi cố gắng làm điều tương tự cho anh ấy, nhưng trong những khoảnh khắc quan trọng này, anh ấy luôn ở đó. Lazio muốn giải cứu Nuno Tavares. Theo Casio Mercato, Lazio đã đưa ra lời đề nghị chuyển nhượng dành cho hậu vệ người Bồ Đào Nha. Sau một mùa giải gây thất vọng trong màu áo Nottingham Forest theo dạng cho mượn, Nuno Tavares sẽ quay trở lại Arsenal trước khi tính đến bến độ tiếp theo. Hậu vệ người Bồ Đào Nha gần như hết cơ hội trụ lại sân Emirates khi anh không còn được huấn luyện viên Mikel Arteta trọng dụng. Theo Calcio Mercato, Lazio là đội bóng mới nhất để mắt đến Nuno Tavares. Đại diện Serie A muốn mượn cầu thủ người Bồ Đào Nha một mùa giải. Tuy nhiên, có vẻ như Arsenal sẽ không chấp nhận lời đề nghị này vì giao kèo giữa đôi bên chỉ còn thời hạn đến tháng 6, 2025 đây là cơ hội cuối cùng để Arsenal thu về một số tiền chuyển nhượng nhỏ. và đội chủ sân Emirates sẽ không để anh ra đi theo dạng cho mượn trừ khi đó là một thỏa thuận mua đứt. Nuno Tavares có thể là một sự bổ sung chất lượng cho Lazio. sau khoảng thời gian được đem cho mượn tại Olympic Marseille và Nottingham Forest, cầu thủ này hy vọng có thể tìm được một bến đỗ phù hợp vào mùa hè này.